thi thể nam thanh niên bị trói tay, chân nổi trên sông Bàn Thạch. Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Bàn Thạch, Quảng Nam, trong tư thế bị trói tay, chân. Sáng ngày 20 tháng 4, một lãnh đạo công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra cái chết bất thường của một nam thanh niên. Thi thể của nam thanh niên được người dân phát hiện bị trói tay, chân trôi trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nạn nhân chưa rõ danh tính, hơn 50 tuổi, mặc áo thun màu xanh, quần lửng màu đen, không có giấy tờ tùy thân. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 15 cùng ngày, một số người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, nên đã trình báo cơ quan chức năng. Theo công an thành phố Tam Kỳ, qua quan sát, thi thể là một nam thanh niên, tay và chân bị trói chặt. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp người dân trục vớt đưa thi thể vào bờ. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với công an thành phố Tam Kỳ khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến 11 giờ cùng ngày, danh tính thi thể nổi trên sông Bàn Thạch vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách nghi vấn đây là vụ án mạng do nạn nhân bị trói chặt chân, tay và bịt miệng bằng nhiều sợi dây.